Dạ, con xin kính chào cô chú, con chào cả nhà. Hôm nay con lại được ba siêu nhân dẫn con đi tới trạm của cô Dung bán cơm để thăm bé số 1 và chị Đại lúc mà các em ở trên Tây Ninh cô chú ơi. Thì bây giờ thì để cô ổn định ở bên trong thì cùng với ba đi 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 vô trong thăm các bé và cô thì Trong đó có cái bé gì nó vừa cứu đó, nó vừa ra đó. dạ và có thêm một em bé chó mà có một lần con với mẹ chuột em khi chuẩn bị đưa vô lò mổ cô chú ơi, các em mà giữ ơi giữ mà bé bé chó đực á cô chú, cái chắc cũng lâu rồi chắc cũng sợ rồi cô chú cũng đã quên rồi, để hồi lát nữa con sẽ quay em cho để cô chú còn nhớ em không. Số 1 bé số 1 với chị Đại mừng ba quá trời luôn cô chú.
luôn, nó khách luôn, nó khách luôn. Dạ bé này là chị Đại nè cô chú ơi, chị Đại của bà siêu nhân á. Em lúc mà em còn với bạn thì em có em không có mừng con nhiều, nên là con tới nên em cũng không có mừng mấy. Hồi lúc ở dưới trạm còn đòi cắn con nữa mà. Số 1 đâu rồi? Siêu nhân quá trời luôn. Số 1 ở trong trong nhà hả bà? Ôi, cô chú coi đó. Mà thấy ghét không? Định cũng thấy ghét nữa. Mắc vốn á, mắc vốn mít ướt á. Lâu quá rồi, không thấy bà siêu nhân á, giờ giả bộ mắc vốn. Bái sáng lên cổ luôn cho chắc bà. Con làm cái này chết ba rồi, rớt bật hết à. Chị Đại nói về đây. Chị Đại mét vốn à. Chị Đại không vốn là ba lâu quá sao ba không ghé đúng không? Ê, coi coi mừng ấy ghét không mừng ấy coi kìa cô chú coi thấy cái bé các em thể hiện tình cảm dễ thương cô chú ơi, các em thể hiện quá tình cảm luôn. Số 1 nó giận ba rồi, nó không thèm ra luôn. Nó giận rồi, nó giận ba rồi nên nó không thèm ra luôn. Khỉ ba trong nhà kìa, nó có thèm. Nó giận rồi. Chị Đại ơi, Đại ơi. Chị Đại ơi. Sao hả? Ừ. Sao vậy? À, không có cắn ai nha. Dạ thương hết á, tự nhiên cắn người ta à. Bé số 1 á, lúc con ở lên trại Tây Ninh với ba em nó cũng cắn con đó cô chú. Ý là muốn cắn rồi, tính em nó cũng giận lắm, thương ba à. Chỉ thương đúng mình ba con à. Nên mới kêu là chị Đại của chú, ai mà lạ lạ mà vô vô mà gặp ấy ba là em cắn. Trời ơi, mừng quá hả? Năng động quá mệt đó hả? Mừng quá mà giờ mệt rồi hả? Trời ơi, anh này anh có chiếc lưỡi độc đáo không cô chú? Chiếc lưỡi nè. Đó, em có cái lưỡi rồi cô chú thấy không? Động luôn. Trời ơi. Quá trời luôn. Dạ dạ. Ôi, cô chú nhớ ai không? Trời ơi, lên tiên lên hương luôn. Kêu gạo hơn con. Kêu gạo hơn. Giờ cô đặt em là tên gạo hả? Dạ. Trời ơi, cô chú còn nhớ anh chàng này không? Bé gạo.
mà cái hôm mà mẹ con làm cửa ngoài tiệm á, rồi mẹ cái người bán chó đi ngang qua mẹ con cú á, em về nhà bị tội nghiệp lắm, khó chịu lắm, nó khó tính á. Dạ đúng rồi, nó khó tính dữ lắm. Ai cái chuồng này là của em á hả cô? Nó khó chịu lắm hả cô? Nó khó chịu lắm, nó hít nó vô, hít nó ra vậy á. Dạ. Nó ra nó đi chơi mà nó chung cái chuồng của nó. Dạ. Ăn ở trong chuồng cho nó ăn riêng. Dạ. Lúc ở nhà con khó tính dữ lắm. Dạ. Trời ơi, nay đẹp trai quá trời luôn. Dạ mập, đẹp trai. Hồi lúc hả, lúc cuối về nhìn em nó tàn tạ te tua. Chắc bị chủ đánh á, xong rồi em nó bị bán luôn á cô. Bị chủ đánh á. Cái gì đi cà thọ, cà thọ, cà thọ. Dạ. Khó tính lắm. Ồ, quay cho mẹ Dung xe, mẹ Dung nhớ em. Ủa còn anh này sao đây, anh này tự nhiên anh lường như thế vậy hả? Sao lượn như chân vậy hả? Có mình nói kìa con ghé. Sao vậy? Vậy không à? Ngộ vậy? Vậy á, cái té ha, cái đi là cái té đó. Có mình nói là con té rồi. Làm thần giữa chân rồi. Hàng chi nãy giờ con đứng mà con thấy cái đứa nào nó lượn lượn với chân hoài à. Té mấy thằng như nó. Làm thần bảo hộ á. Thank you.
Lúc khi xảy ra cái gì mình đứng trong chốt luôn. Con xin khép video clip tại đây. Con rất cảm ơn quý cô chú cả nhà đã luôn yêu thương các bé và yêu thương các trạm ủng hộ cho con. Rất mong quý cô chú cả nhà đăng ký kênh like, đăng ký ủng hộ và xem kênh ủng hộ cho con và các em. Và cũng rất là mong quý cô chú cũng có thể là giúp đỡ cho các trạm cho cũng đỡ vất vả hơn được một phần nào đó. Cảm ơn cô chú cả nhà rất là nhiều. Luôn chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe.